Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp đua khung nhôm Meda Rat Rack 901, một dòng xe đạp đến từ một cái thương hiệu rất là có tiếng trên toàn thế giới của Đài Loan các bác nhé. Và xe thì được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano Soza với 9 tầng lít và 2 đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Đấy, và chiếc xe này đang được bán BM giá chỉ còn là 8.800.000, cái mức giá nó cũng rất là hợp lý, rất là hợp lý để cho các bác có thể mua về và sử dụng để thể dục thể thao. Và bộ cấu hình này cũng rất là chất lượng trong cái tầm giá rồi, gần như là ngon nhất trong tầm giá khoảng dưới 9 triệu đồng rồi, full hết một bộ Shimano Soza từ bộ chuyển động rồi đến phanh, cặp phanh trước sau và đôi tay lắc các bác nhé. Full hết một set group. Xe đạp đua Meda, đây là một bản sản xuất Đài Loan các bác nhé. Đây nó có tem ở dưới này, handmade in Taiwan và được design và thiết kế theo công nghệ của châu Âu các bác nhé. Đùi đĩa này là đùi Shimano và trục của nó cũng rỗng, nhưng mà nó lại thiết kế kiểu trục cốt bông. Các có thể lên Google và search cái từ khóa là trục cốt bông nhé, thì nó sẽ ra được cái trục của xe. Khung nhôm, ngoại hình xe thì còn rất là tốt, từ khung thì đến bộ chuyển động các thứ là hoạt động rất là trơn tru và cực kỳ ngon lành. Chỉ có những cái vết khung xe có những cái vết xước nhỏ, xước răm thì đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện là không thể tránh khỏi. Vành bánh xe là 700C các bác nhé, sử dụng vành là Alexim, Mayer Shimano. Và quả lốp của xe được sử dụng là lốp Victoria các bác nhé. Quả lốp này rất là xịn này, Victoria, một cái hãng sản xuất lốp rất là có tiếng trên thế giới rồi. Đây là quả 700C nhân với cả nhân 28 các bác nhé, 700 nhân 28C. Đó, trên phần ghi đông thằng bị tay lắc Soza. Và dẫn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Shimano Soza 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất nhìn thấy trong hình rất là mượt mà. Xe đang có giá bán bên em là 8.800.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình,
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.